Cùng mình đổi món đi lạc sang nhiều thế giới khác nữa để tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị nào. Mặc dù là có hơi xa, nhưng các video về chú nhẫn vẫn sẽ có mặt hàng tuần đều đều. Video hôm nay, mình sẽ đưa các bạn tới một thế giới sôi động trên các bờ biển cùng với những câu chuyện huyền thoại ly kỳ cũng không kém. Đó chính là Cướp Biển Vùng Caribe, một trong những bộ phim song hành cùng với chúa tể của những chiếc nhẫn từ những năm 2000. Và hiện tại thì Cướp Biển Vùng Caribe vẫn có kế hoạch để tiếp tục phát triển thêm các phần tiếp theo. Nên hãy cùng mình tìm hiểu về nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow, một nhân vật cực kỳ thú vị, cùng bắt đầu thôi nào. Jack Sparrow là con trai của Edward Thi, một vị thuyền trưởng cướp biển khét tiếng vùng Caribe. Ông ta là một huyền thoại của biển cả, mang trong mình dòng máu quý tộc. Ông là thành viên của hội đồng cướp biển, nơi thi hành các luật lệ riêng của cướp biển trên thế giới. Điều đó khiến cho ông ta được tôn trọng và sợ hãi bởi nhiều hải tặc. Mẹ của Jack Sparrow là một người phụ nữ vô danh. Jack được sinh ra vào đầu những năm 1690 trên một con tàu cướp biển trong một ngày giông bão. Cái tên Jack cũng là đặt theo tên của chú và anh trai của Thi. Jack lớn lên trong một đại gia đình toàn là cướp biển và luôn có ước muốn là theo bước cha mình trở thành một thuyền trưởng của một con tàu. Thời thiếu niên, Jack là một cậu bé cabin chuyên làm sai vặt cho thuyền trưởng trên tàu của cha mình. Tuy nhiên thì Jack đã sớm chán ngấy với một cuộc sống bận rộn trong một gia đình cướp biển như vậy, nên Jack đã quyết định bỏ trốn rồi tìm kiếm cuộc phiêu lưu cho riêng mình. Trong vô số các cuộc phiêu lưu thời niên thiếu thì Jack đã đổi một thứ gì đó với phù thủy Thiedama để đổi lấy chiếc la bàn. Nhưng bằng một cách nào đó thì chiếc la bàn lại lọt vào tay của Morgan, thuyền trưởng băng cướp biển Wickwen mà Jack đang phục vụ. Sau đó xuất hiện thuyền trưởng Salazar của Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông ta quyết định quét sạch cướp biển ở Caribe để trả thù cho cha và ông của mình. Với một con tàu chiến mạnh mẽ thì Salazar đã đánh chìm hàng chục con tàu cướp biển. Đối mặt với sự tiêu diệt, những tên cướp biển cuối cùng ở Caribe đã hợp sức để ngăn chặn Salazar bằng một trận chiến ác liệt ngoài khơi Tam Giác Quỷ. Nhưng những tên cướp biển vẫn lần lượt bị hạ, tàu Wickwen là con tàu cướp biển cuối cùng còn sót lại. Tuy nhiên thì Morgan cũng đã bị thương nặng, ông ta đưa lại chiếc la bàn cho Jack để cậu tìm ra hướng giải quyết với một lời căn dặn là đừng bao giờ phản bội lại chiếc la bàn. Chiếc la bàn sau đó đã chỉ Jack tới khu vực Tam Giác Quỷ. Jack đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch để đánh bại Salazar bằng cách dụ con tàu của hắn đi vào trong đó. Con tàu của Salazar đã nhanh chóng va vào những tảng đá ngầm gần đó, dẫn tới một vụ nổ lớn, khiến cho toàn bộ thủy thủ của đoàn Salazar đã bị thiệt mạng, con tàu cũng đã chìm theo. Sau trận chiến đó thì Jack đã trở về Shipyard Cove, nơi anh được các lãnh chúa hải tặc biết tới, nhưng Thi thì vẫn chưa công nhận Jack là con trai của mình. Con tàu Wickwen được mua lại bởi công ty thương mại Đông Ấn và trở thành một con tàu buôn cũ. Khi 20 năm tuổi, Jack đã gia nhập công ty thương mại Đông Ấn và được giao nhiệm vụ chỉ huy lại con tàu này. Nhưng vì không thể chịu nổi ý tưởng con người cũng là hàng hóa, nên anh đã thả toàn bộ họ ra. Vì điều này mà Jack đã bị kết án 5 năm tù. Chúng đã đóng dấu chữ P lên cánh tay phải của Jack như một dấu hiệu rằng anh sẽ là một cướp biển mãi mãi. Sau đó, chúng đốt con tàu Wickwen của Jack. Jack đã hạ gục bọn lính bắt giữ mình và nhanh chóng chạy về phía con tàu để cứu nó, nhưng rồi chính Jack cũng đã bị mắc kẹt trong cabin của con tàu. Cảm thấy mình sắp không thể bảo toàn tính mạng cùng với con tàu, Jack đã đọc một câu thần chú ma thuật triệu hồi David Jones, chúa tể của biển cả. Jack đã giao kèo với David Jones rằng hãy cứu lấy con tàu, đổi lại thì anh sẽ phục vụ trên tàu của người Hà Lan bay trong 10 năm. David Jones đã đồng ý và nâng con tàu từ dưới đáy biển lên. Nhưng sau đó Jack có ý định không muốn thực hiện lời hứa này, rồi bỏ đi cùng với con tàu. Jack đã đặt tên con tàu là Ngọc Trai Đen, rồi bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Trong khoảng thời gian này, Jack đã thực hiện rất nhiều phi vụ nổi tiếng, lời đồn thổi về anh cũng ngày một tăng về những chiến công, một phần trong đó có thể là do Jack tung tin để tạo danh tiếng. Khi thuyền trưởng Thi rời khỏi hội đồng hải tặc để trở thành người giữ bộ luật, ông đã nhường lại chiếc ghế của mình cho Jack nắm giữ. Nhưng thay vì trở thành chúa tể hải tặc của vùng Madagascar, thì Jack lại chọn vùng biển Caribe làm địa bàn cho mình. Jack sau đó đã đi tuyển dụng các thủy thủ cho tàu Ngọc Trai Đen, trong đó có cả Hector Barbosa, một người bạn cũ của anh năm xưa. Sau 2 năm chinh chiến cùng tàu Ngọc Trai Đen, tới khi báu vật của những đồng tiền Cortez hiện lên, Jack đã không muốn động chạm vào chúng vì sợ lời nguyền trên đó. Còn với Hector Barbosa, thì ông ta cho rằng đó là một sự mê tín vớ vẩn, và cảm thấy không còn cùng chung chí hướng với lại Jack nữa, nên đã cùng với các thủy thủ nổi dậy hạ bệ Jack. Jack đã bị bỏ lại tại một hòn đảo hoang với một khẩu súng và một viên đạn duy nhất. Hector Barbosa đã tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà họ nhìn thấy Jack.
Tuy nhiên Jack đã không đầu hàng số phận mà tìm mọi cách để rời khỏi hòn đảo. Khẩu súng lục đó Jack vẫn giữ lại để dành phát bắn đó cho thuyền phó yêu thương của mình. Bản chất sự kiện Jack bị hạ bệ là do Barbossa tin rằng sự vị tha cũng như các giải pháp phi bạo lực của Jack là không phù hợp với danh tiếng của một chúa tể cướp biển vùng Caribe này. Sau đó đoàn của Barbossa đi tìm kho báu Aztec và họ đã nhanh chóng bị dính lời nguyền rủa. Họ đã không sống mà cũng không chết. Khi ánh trăng chiếu vào, họ chỉ như những bộ xương có sự sống mà thôi. Billy, một đội trưởng trung thành với đại Jack, đã gửi đồng tiền vàng bị nguyền rủa của mình cho con trai với niềm tin rằng cả phi hành đoàn xứng đáng bị như vậy khi đã rời bỏ Jack. 8 năm trôi qua, Jack luôn nung nấu ý định lấy lại con tàu ngọc trai đen của mình. Khi thấy Port Royal, Jack đã vô tình phát hiện ra một mảnh vàng Aztec mà Barbossa đang tìm kiếm trên người của Elizabeth. Sau đó Jack gặp được Will và nhận ra anh ta là con trai của Billy nhờ vào nét mặt giống với thủy thủ thân tín của mình. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Will đã nhận lời hỗ trợ Jack giải cứu Elizabeth cũng như lấy lại con tàu ngọc trai đen cho Jack. Sau đó Jack đã đối đầu với Barbossa trong hang động kho báu. Barbossa đã tự hào rằng mình giờ đây không thể bị hạ với cơ thể bất tử này, nhưng chính Jack cũng đang có số phận tương tự, biến cuộc hỗn chiến trở nên không hồi kết. Will đã dùng máu của mình để phá bỏ lời nguyền, rồi Jack nhanh chóng dùng khẩu súng với một viên đạn duy nhất bắn về phía Barbossa, chính thức hạ được hắn ta. Trở lại làm thuyền trưởng của tàu ngọc trai đen một lần nữa, Jack lại tiếp tục hoạt động cướp biển của mình trở lại với những cuộc phiêu lưu mới. Nhưng chỉ được một năm sau thì Jack nhận ra còn một món nợ với lại David Jones chưa trả. Jack đã không có ý định thực hiện giao kèo này và tham gia vào nhiệm vụ tìm kiếm chiếc dương của người chết, thứ chứa trái tim của David Jones. Sau bao nhiêu nỗ lực thì Jack đã có thể lấy được trái tim của David Jones, nhưng rồi nó đã bị đánh cháo, khiến cho Jack mất lợi thế trước David Jones và đã bị thủy quái Kraken của David Jones sơ tái. David Jones coi như khoản nợ đã được thanh toán và rời đi. Đoàn thủy thủ của Jack đã trở về nơi của Thelma trong sự đau buồn, nhưng Thelma nói rằng vẫn có cách để đưa Jack quay trở lại từ nơi tận cùng của thế giới. Đoàn thủy thủ của tàu Ngọc Trai Đen đã đồng ý tham gia vào cuộc hành trình này với một thuyền trưởng hiểu rõ về vùng đó, một người không mấy xa lạ, đó là Hector Barbossa khi ông ta đã được hồi sinh trở lại. Cuộc hành trình đã thành công khi họ đã mang được Jack quay trở về. Jack đã được thông báo rằng David Jones đang bị thao túng bởi công ty thương mại Đông Ấn và tàn sát rất nhiều hải tặc. Thậm chí cả Darken cũng đã bị giết theo lệnh của tên lãnh chúa công ty thương mại Đông Ấn. Jack đã quay trở về cố gắng thuyết phục hội đồng hải tặc đoàn kết chống lại công ty thương mại Đông Ấn. Một trong những phương án được đề ra đó là thả nữ thần biển Callisto ra, nhưng Jack cho rằng việc này là quá mạo hiểm. Một cuộc thảo luận đã diễn ra và mọi người cuối cùng cũng đã đồng ý tuyên chiến với công ty thương mại Đông Ấn. Nhưng khi hạm đội hải tặc lên đường thì đối diện với họ là đội quân hùng hậu của công ty thương mại Đông Ấn. Điều đó khiến cho mọi người đều lo sợ. Họ đã buộc phải thả Callisto ra để đối phó. Callisto đã tạo ra một cơn bão cuồng phong khủng khiếp để cân bằng cuộc chiến giữa tàu Ngọc Trai Đen và tàu người Hà Lan bay. Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Jack sau đó đã có được trái tim của David Jones và nếu tự tay đâm vào trái tim này thì Jack sẽ được bất tử. Tuy nhiên thì David Jones lại hạ gục Will. Jack đã buộc phải đưa ra lựa chọn là được bất tử hay là từ bỏ sự bất tử để cứu Will. Cuối cùng bản chất vị tha của Jack đã chiến thắng. Jack đã đưa trái tim David Jones cho Will đâm để anh ta có thể tiếp tục được sống, đồng thời cũng tiêu diệt được David Jones. Sau đó, Will đã trở thành thuyền trưởng tiếp theo của tàu người Hà Lan bay và cùng với Jack đánh trực diện vào Blackhead, tàn phá biểu tượng quyền lực của nước Anh, lãnh chúa Blackhead bị hạ, công ty thương mại Đông Ấn cũng bỏ chạy khỏi trận chiến. Sau trận chiến đó, thì vẫn như mọi khi, Barbossa lại thó mất tàu ngọc trai đen của Jack. Jack có vẻ như đã quen với cảnh tượng này, nên cũng không mấy khó chịu mà đi tìm một con tàu nhỏ để di chuyển. Jack vẫn nung nấu ý định tìm kiếm sự bất tử cho mình bằng một cách thức khác, đó là suối nguồn tươi trẻ. Sau vài năm thì Jack đã tìm được tới hòn đảo nơi có suối nguồn tươi trẻ, nhưng anh lại không thể nào vào được bên trong nên đã đành bỏ cuộc. Nhưng nhiều người vẫn tin rằng Jack đã tới được suối nguồn. Khi nghe được tin Gibb bị chính quyền Anh bắt giữ và sắp bị treo cổ, Jack đã tới nước Anh để giải cứu chiến hữu của mình, nhưng chính Jack cũng đã bị bắt lại tại đây. Nhà vua muốn Jack đưa tới suối nguồn tươi trẻ vì nghĩ rằng suối nguồn đang thuộc về Jack. Nhà vua cũng muốn suối nguồn được tìm thấy trước người Tây Ban Nha nên muốn Jack dẫn tới đó trước. Và người lãnh đạo trong chuyến hành trình thám hiểm này lại chính là kẻ thù đầy duyên nợ với anh, đó là Barbossa. Khi nghe tin Barbossa làm mất con tàu ngọc trai đen, Jack đã rất tức giận và tìm cách bỏ trốn. Sau đó Jack gặp lại Angelica, người yêu cũ của mình, và bị Angelica lừa lên tàu của cha mình là Dâu Đen.
với hy vọng Jack có thể dẫn dâu đen tới suối nguồn tươi trẻ. Khi tới suối nguồn, Jack đã lừa dâu đen uống chiếc cốc đổi mạng và hắn đã lìa đời. Rồi Jack đã lẻn lên tàu của dâu đen để thu hồi lại chiếc tàu ngọc trai đen khi này đã bị đóng trong cái chai. Sau đó Jack tiếp tục quay trở lại nghiệp cướp biển của mình với các cuộc phiêu lưu tìm kho báu. Mặc dù họ luôn thành công, nhưng các báu vật đều trở nên vô giá trị khi họ tìm thấy chúng. Khi vận may của Jack đã hết, thì tiền chi lã của anh cũng giảm dần, thậm chí là chỉ còn 1 pound và người ta còn tin rằng là Jack đã chết từ lâu rồi. Một năm sau, thì khi này Henry, con trai của Will đã trưởng thành và anh muốn tìm cái đinh ba của Poseidon để giải thoát cho cha mình. Và để làm được việc đó, thì Henry đã nhờ tới Jack trợ giúp cùng với một thông điệp từ một kẻ thù cũ là Salazar đã quay trở lại. Họ cũng đã hợp tác một lần nữa với Barbossa khi họ đều bị ảnh hưởng bởi quyền lợi từ việc Sarah trở lại và liên tục càn quét hải tặc như xưa. Barbossa đã dùng thanh kiếm của dâu đen để giải phóng con tàu ngọc trai đen và tiện thể thì vẫn như mọi khi, ông ta chiếm luôn quyền kiểm soát con tàu này trước mặt Jack. Cuối cùng họ cũng đã tìm được ra cây đinh ba của Poseidon và phá vỡ nó, phá giải mọi lời nguyền của biển cả. Điều đó cũng khiến cho Salazar trở về nguyên trạng là một thi thể như xưa. Mặc dù Salazar bị đánh bại, nhưng Jack vẫn buồn bã trước cái chết của đối thủ năm xưa và tiếc thay cho sự hy sinh của Barbossa. Sau đó Jack được chính thức trở lại với con tàu ngọc trai đen và thừa hưởng toàn bộ số thủy thủ của Barbossa, khiến cho phi hành đoàn của Jack tăng lên đáng kể. Jack tiếp tục các cuộc hành trình tiếp theo mà vẫn chưa được biết tới. Jack Sparrow là một tên cướp biển khét tiếng, đã vượt được qua ranh giới giữa thiên tài và sự điên rồ tàn nhẫn. Ngay từ khi còn trẻ, Jack đã gây rối cả bầy biển và là kẻ thù của mọi cảng biển. Jack là một kẻ lừa bịp, hám tiền, biết mình muốn gì và luôn tìm mọi cách để đạt được nó. Jack coi trọng con tàu ngọc trai đen cũng như sự tự do của mình là trên hết. Với một vóc dáng khiêm tốn, thì Jack luôn dựa vào trí thông minh và sự nhanh nhẹn để đối mặt với kẻ thù của mình. Jack thường sẽ không bao giờ lao vào đánh nhau nếu không cần thiết và luôn chọn đi đường tắt trong những tình huống khó khăn. Jack được coi là tên cướp biển tồi tệ nhất nhưng cũng là tốt nhất. Anh luôn tin rằng những tên cướp biển vẫn có thể là những người đàn ông tốt và anh cũng có một lòng vị tha khác thường của một tên cướp biển. Cả hai lần chạm tới ngưỡng cửa của sự bất tử thì Jack luôn từ chối nếu cái giá là phải đánh đổi sinh mạng của người khác. Mỗi thuyền trưởng đều có cho mình một người bạn đáng tin cậy và Gip là lựa chọn hàng đầu. Họ đã tạo thành một bộ đôi tuyệt vời nhưng cũng thường xuyên gây rắc rối cho nhau. Chính Jack đã thuyết phục Gip từ một lính hải quân hoàng gia Anh trở thành một tên cướp biển. Mặc dù không được học hành tử tế, Jack vẫn luôn học hỏi để có được những đam mê riêng về thơ ca, lịch sử và truyền thuyết. Jack cũng đã thấu hiểu mọi thần thoại, chính những điều đó đã khiến cho Jack luôn chiến thắng ở mọi cuộc phiêu lưu với những kiến thức đó. Theo kinh nghiệm từ các nhà chức trách, sĩ quan hải quân cho tới cận vệ hoàng gia đều nói rằng Jack là một tên cướp biển đã thực hiện nhiều vụ vượt ngục táo tợn hơn bất kỳ ai. Jack luôn mang bên mình một khẩu súng lục, một thanh kiếm và một chiếc la bàn. Đó là những món đồ quý giá với anh và anh sẽ trở nên kích động nếu chúng bị lấy hoặc là bị giả mạo. Chiếc mũ của Jack là một trong những tài sản được yêu thích nhất vì nó tượng trưng cho vị trí thuyền trưởng của anh. Chiếc la bàn của anh không hướng về phía bắc mà nó hướng về nơi mà người cầm la bàn mong muốn nhất. Đây là một vật mà Jack đổi trác với Thiadama. Mặc dù là một kiếm sĩ cừ khôi nhưng anh lại thích chạy trốn và đàm phán hơn là chiến đấu. Tuy nhiên thì khi phải chiến đấu, Jack đã kết hợp cả kiếm thuật và thủ đoạn để có thể chiến thắng dễ dàng hơn. Số tiền truy nã cao nhất của Jack là 10.000 guilds, tương đương với khoảng gần 300 triệu Việt Nam đồng thời giá hiện tại cho cái chết của mình. Đó là những chia sẻ của mình về nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow. Các bạn thấy vị thuyền trưởng cướp biển này ra sao? Hãy comment cùng thảo luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.